Ngày 8 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử 4 bị cáo: Nguyễn Thị Tuyết Trinh, 38 tuổi, trú thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam; Lê Thị Linh, 32 tuổi, trú thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Phạm Văn Thái, 34 tuổi, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam; Nguyễn Thị Thanh Thúy, 30 tuổi, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, năm 2011, Trinh buôn bán hải sản nhỏ lẻ tại thành phố Tam Kỳ. Do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, Trinh nảy sinh ý định lừa chiếm đoạt tài sản của nhiều người để trả nợ. Tháng 6 năm 2019, Trinh đưa ra thông tin gian dối là mình đang buôn bán hàng hải sản xuất khẩu với số lượng lớn và kêu gọi nhiều người đầu tư vốn để được hưởng lợi nhuận. Căn cứ theo số tiền góp vốn, người đầu tư sẽ được chia lợi nhuận từ 10% đến 12% theo giá trị đơn hàng. Mỗi đơn hàng từ 3 đến 5 ngày sẽ hoàn thành. Trinh bàn bạc thống nhất với Linh lập nên 11 hóa đơn bán hàng hải sản, giá trị mỗi đơn từ vài chục tỷ đồng đến vài trăm tỷ đồng để đưa cho người đầu tư xem. Linh đứng ra xác nhận với người đầu tư về việc mình là nguồn cung cấp hải sản số lượng lớn cho Trinh và có nhiều kho hàng hải sản khủng đặt tại thành phố Nha Trang. Trinh còn cùng với Thái và Thúy đóng giả là người mua hải sản liên hệ đặt hàng để tạo lòng tin cho nhiều người tham gia góp vốn đầu tư số tiền gần 50 tỷ đồng cho Trinh. Qua điều tra xác định, từ tháng 6 năm 2019 đến ngày 21 tháng 8 năm 2020, Trinh được sự giúp sức của Linh, Thái và Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 405 tỷ đồng. Từ tiền chiếm đoạt, Trinh trả tiền lãi và một phần tiền gốc cho 7 bị hại. Hiện nay, Trinh còn chiếm đoạt số tiền hơn 74 tỷ đồng. Qua xem xét, hội đồng xét xử quyết định tuyên bị cáo Trinh tù chung thân, bị cáo Linh 18 năm tù, bị cáo Thái 13 năm tù, bị cáo Thúy 12 năm tù với cùng tội danh. Ngày 8 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Sơn, 65 tuổi, trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, và Thái Thị Bé, 67 tuổi, trú tại thôn 7, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, 15 tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cụ thể, từ ngày 23 tháng 11 năm 2022 đến ngày 6 tháng 2 năm 2023, Hoàng Thị Sơn sử dụng điện thoại cá nhân lên mạng xã hội phát trực tiếp một lượt video và đăng tải 7 bài viết cùng nhiều bình luận có nội dung xuyên tạc, xâm phạm đến uy tín, danh dự của những thành viên trong ban tiếp công dân huyện Hương Khê và lãnh đạo huyện Hương Khê. Từ ngày 7 tháng 2 năm 2023 đến ngày 19 tháng 4 năm 2023, Thái Thị Bé đã sử dụng YouTube đăng tải 12 lượt video qua tài khoản Thi Bé Thai và 36 video qua tài khoản Thai Bé với nhiều nội dung không đúng sự thật trong quá trình cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của mình. Ngày 8 tháng 8, Công an huyện Thường Xuân, Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ Lê Thanh Hưng, 28 tuổi, trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hưng, lực lượng công an thu giữ một còng số 8, hai mũ bảo hiểm đeo phù hiệu công an cùng thắt lưng, giày, tất công an. Trước đó, Công an huyện Thường Xuân nhận tin báo của một người phụ nữ trú thành phố Thanh Hóa về việc có người sử dụng mạng xã hội Zalo với tài khoản Lê Thanh Hưng và Facebook Cậu Ba Họ Lê, tự xưng là cán bộ công an huyện Thường Xuân làm quen với chị, sau đó vay chị 90 triệu đồng. Gần đây do cần tiền nên chị đòi lại nhưng không liên lạc được. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 5 tháng 8, công an xác định đối tượng chính là Lê Thanh Hưng. Bước đầu, Hưng khai nhận do nợ nần nên đã nảy sinh ý định giả danh cán bộ công an để tiếp cận làm quen, tán tỉnh những phụ nữ nhẹ dạ cả tin, hỏi vay tiền rồi chiếm đoạt. Sáng ngày 8 tháng 8, một số công nhân của hạt quản lý đường bộ Kỳ Anh, công ty cổ phần 456, đang thực hiện công tác bảo trì thường xuyên trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn km 557 cộng 010, qua địa phận xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thì bị một chiếc xe tải lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam bất ngờ tông vào khu vực làm việc khiến một nữ công nhân tử vong. Nạn nhân được xác định là chị H, 47 tuổi, quê quán xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, là công nhân hạt quản lý đường bộ Kỳ Anh. Thời điểm các công nhân thực hiện công việc bảo dưỡng thường xuyên trên quốc lộ 1A có trang bị hệ thống cọc tiêu giao thông, biển cảnh báo an toàn giao thông.
Ngày 8 tháng 8, Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành cưỡng chế thi hành án bổ sung bằng biện pháp kê biên căn hộ chung cư Dream Home ở phường 14 quận Gò Vấp của Nguyễn Trần Hoàng Phong, 35 tuổi, là người lái xe Mercedes gây tai nạn năm 2020 từng gây xôn xao dư luận. Tài sản kê biên là căn hộ trên gồm 2 phòng ngủ, chưa có giấy chứng nhận và đã thanh toán 97%, còn 3% sẽ đóng khi căn hộ được cấp giấy chứng nhận. Sau khi kê biên, mẹ của Phong vẫn tiếp tục sử dụng căn hộ cho đến khi có quyết định cuối cùng từ phía cơ quan thi hành án để giao căn hộ cho người trúng đấu giá. Theo cáo trạng, vào tháng 1 năm 2020, Phong không có bằng lái xe ô tô, dùng giấy tờ giả để thuê xe Mercedes chở nhóm bạn đi chơi. Do chạy ngược chiều hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất, Phong tông tài xế Grabbike là ông Lê Mạnh Thường tử vong, chị Nguyễn Thị Bích Hường bị thương tật 79%. Kết quả xét nghiệm, Phong dương tính với chất ma túy. Tại phiên sơ thẩm cuối tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận tuyên phạt bị cáo Phong 7 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, bồi thường cho chị Hường 1,5 tỷ đồng và gia đình ông Thường 417 triệu đồng. Chiều ngày 8 tháng 8, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, đơn vị đã cơ bản khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri, đồng thời cử lực lượng thường xuyên có mặt tại hiện trường để theo dõi, giám sát tiến độ khắc phục ô nhiễm, xử lý môi trường. Hiện tại đã phủ bạt các ô chôn lấp rác để hạn chế nước rỉ rác, mùi hôi với diện tích 12.000m2 trên 20.700m2, đồng thời gia cố chống thấm và thu gom, lưu chứa nước rỉ rác không để thoát ra ngoài môi trường. Ngành chức năng đã đầu tư 2 máy bơm nước rỉ rác về ao chứa, cải tạo ao chứa nước. Ao có diện tích 2.800m2, đạt trên 80% khối lượng. Song song đó, dự án mở rộng 3 hectare diện tích bãi rác An Hiệp đang được khẩn trương triển khai các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Riêng tình trạng nước rỉ rác của nhà máy xử lý rác Bến Tre thoát ra kênh Thương Phế Binh gây ô nhiễm môi trường, nhất là khi chuyển rác trở lại nhà máy để lưu chứa, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh đã chỉ đạo giải quyết cắt hai đường ống ngầm dẫn nước rỉ rác ra kênh. Chiều ngày 8 tháng 8, Bệnh viện Quân y 175 cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên từ cặp ghép có cùng huyết thống. Bệnh nhân sinh năm 2002, sinh sống tại Gia Lai, hiện đang công tác tại Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, được phát hiện suy thận mạng giai đoạn cuối hơn 1 năm, phải lọc màng bụng. Bệnh nhân được cha sinh năm 1972, hiến tặng thận. Sau 4 tuần ghép thận, người nhận thận đã khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường, tiểu tốt, thận ghép hoạt động ổn định. Người nhận thận được xuất viện và chăm sóc điều trị tại đơn vị, định kỳ tái khám để đánh giá chức năng thận ghép và sử dụng phác đồ chống thải ghép phù hợp, cũng như kịp thời phát hiện và điều trị các bệnh lý nhiễm trùng. Bên cạnh đó, người hiến thận đã ra viện sau 2 tuần, tình trạng sức khỏe ổn định và trở lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Đến nay đã có thể đi lại để thăm con. Trong thời gian tới, Bệnh viện Quân y 175 sẽ triển khai thường quy trình kỹ thuật ghép tạng, góp phần giúp cho người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận được tiếp cận với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao. Đặc biệt là các trường hợp quân nhân sẽ được hỗ trợ các kinh phí khi đăng ký phẫu thuật.